Chào các bạn nha. Ngày hôm nay á, tớ đòi đi chơi, thế nên là chồng tớ đã dẫn tớ đi một nơi. Anh ơi, mình đi đâu đây? Mình đang đi Bát Tràng em ạ, em xem này. Thực ra thì hai vợ chồng chúng mình đang có mặt tại làng gốm Bát Tràng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chợ để xem là sau bao nhiêu năm thì ở cái chợ này có gì thay đổi không nhé. Cũng lâu lắm mình không vào đây rồi các bạn ạ, chắc là cũng phải 10 năm rồi đấy. Uầy, 10 năm là trước khi anh đi Nhật đúng không? Trước khi đi Nhật thì anh đã vào đây khoảng 4-5 lần rồi. Mình thì cũng có hay lên đây nhưng mà cũng khá là 2-3 năm rồi mình không trở lại đây. Mọi thứ thì vẫn như thế và có rất là nhiều gốm sứ đồ đẹp các bạn ạ. Bây giờ cùng đi vào chợ nào. Trong chợ thì đang sửa sang các bạn ạ, đâm ra là cái không gian của nó thì đang hẹp lại. Nhưng mà khi mà vào khu vực chợ thì có rất là nhiều đồ đẹp này. Bát đũa rồi tất cả mọi thứ đều đẹp cả. Em thích chúng ta cùng đi xem này. Anh có mua cho em không? Anh sẽ mua cho em cả thế giới, em yên tâm đi. Đây này các bạn ơi, những cái đồ gốm rất là đẹp luôn. Anh ơi. Anh ơi xem này, ở đây còn có cả mấy cái bát mà hình kiểu là cute phô mai que nữa nè, con gấu rồi là Mickey các kiểu các bạn ạ. Đó, đến bát đũa thôi mà cũng phải theo trend nữa đấy các bạn. Đến cái cốc còn có cả hình Melody, Koromi với cả Labubu nữa kìa. Anh cẩn thận chân. Đó lắm mình mỏi thì. Anh thích mấy con cá đấy à? Anh thích lắm em ạ. Các bạn ơi, các bạn bắt cá không nào? Ở đây thì có rất là nhiều cá mà ở trong này này các bạn này. Có cả đồng xu nữa đây này, bí mật chưa? Anh biết tại sao nó có đồng xu không? Để cho nó nặng ấy, hình như là thế để với cả không, nó đẹp nữa. Không phải đâu, đây là những cái đồ mà tương lai sẽ là đồ cổ, đâm ra là chúng ta mua về chúng ta sẽ có thể chôn dưới đất. 1000 năm sau chúng ta sẽ đào lên, tự tay chúng ta phải đào nha. À đây, em thấy không? Ở đây có rất là nhiều chú mèo. Ê, đẹp quá đi, mèo thần tài đấy các bạn ạ. Các bạn thích con nào nào? Hay mình mua một ít về để ở cửa hàng mình đi anh. Đúng rồi. Hay là mình sẽ mua một ít để cửa hàng là một này, thứ hai nó sẽ là những cái món quà lưu niệm các bạn nha. Nhất với màu vàng. Đây các bạn ơi, vợ mình thì đang lựa chọn những cái con đẹp nhất để về trưng bày ở cửa hàng và có thể là làm những cái hộp quà bí mật cho tất cả các bạn đây này. Đây các bạn ơi, mình thấy là mèo thần tài thì nó rất là xinh, thế nên là nếu mà bạn nào thích mèo thần tài thì có thể đến cửa hàng của mình để mua nha. Con này là con gì đây? Quá trời, con mèo này ăn con nhiều cá này. Quá hay sao mà béo thế? Toàn con xinh thôi á anh ạ. Mình muốn lấy hết luôn. Trời ơi, sao mà nó đẹp quá trời đẹp luôn á các bạn. Cái mặt của nó thì kiểu là con nào cũng rất là cute. Này, đây đúng là mèo thần tài nha. Đây có hũ vàng ở trước ngực luôn. Thôi được rồi. Một chục con thôi nhá. Ôi, nhục nhiều quá chị. Ngoài mèo đi, mình còn lấy cả cá nữa các bạn ạ. Đây này. Đây, cá đây là những mày? Con cá các bạn ơi. Đó, em bắt cho anh mấy con về tối rang chiên lên. Cá ở bên trong nó sẽ có những cái đồng xu như này các bạn ạ. 6, 8, 9. Các bạn ơi, hai vợ chồng chúng mình vừa bắt được một đàn mèo với cả một đàn cá các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây để bắt thêm một đàn lợn, đàn heo, đàn gà gì nữa đi nhá. Bạn nào mà muốn câu cá hoặc là bắt mèo thì qua cửa hàng của vợ chồng mình nha. Các bạn ơi, bây giờ thì vợ chồng mình sẽ đi xem tiếp những cái mặt hàng mà đẹp này. Mình sẽ quay cho các bạn xem đây. Anh ơi anh, cái con gà trọi này nhìn giống thật chưa? Đồ gốm sứ ở đây mà như thật luôn các bạn ạ. Wow, đẹp quá đi. Ui anh ơi, ở đây cũng bán cả mấy cái bát, cái cham này. Cham này, đẹp chưa? Các bạn ơi, ở đây thì còn đây. Có cả cham này, đây, rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, anh chồng của mình thì rất là thích chụp ảnh luôn, nên là đi đâu anh cũng mang máy ảnh đi theo này. Chụp cái gì đấy anh?
Anh chụp những cái bát rồi những cái bình gốm mà anh thích em ạ. Ở đây thì có rất là nhiều đồ đẹp luôn ý. Cái gì Nhưng anh cũng muốn mà chụp. vợ của Mà càng mình cổ kính thì càng anh lại càng thích chụp luôn. nhưng mà vợ của mình thì chả thấy chụp cho kiểu nào luôn á, Vợ cẩn của thận mình thì thì anh sẽ chụp những cái bức ảnh nó hiện đại và đẹp hơn. các bạn Đây ơi. này các bạn ơi, đẹp chưa hoa này. Qua bí mật đẹp này. Anh ơi mua cham à? Ôi trời ơi các bạn Trăm đẹp ơi. lắm các bạn Nhìn ơi. này, xinh Đây chưa? bên này nữa này. Đây là mấy cái con rùa phát sáng á, đẹp nhờ. Này thế này. Đó. Vẫn chưa mua được thêm cái gì các bạn ạ, tại vì là cứ đi đến đâu cái gì cũng thấy đẹp nên là cũng muốn mua, hai vợ chồng cứ đi dạo dạo thế thôi. Còn ông chồng của mình á, ngày hôm nay chắc là đầy bộ nhớ mất thôi, chỉ có chụp ảnh thôi. Anh ơi đi. Đi thôi. Các bạn ơi, tớ bắt được mấy con gấu trúc ở đây này. Đó, các bạn nhìn xem, gấu trúc thì đang ôm cây tre nha, rồi đang ăn lá tre. Xinh quá, thế nên là tớ sẽ lấy về cửa hàng của mình để bán. Nếu mà bạn nào có nhu cầu mua để trưng bày này, hoặc là làm quà tặng thì có thể mua mấy bạn này. À, bạn thỏ xinh chưa? Và bây Cả giờ mèo máy cả lợn nữa này các bạn này. mình sẽ lấy mấy bạn này nha. Mình thấy mấy bạn ôm cây tre này rất là xinh luôn. Mình sẽ bắt bạn này, bạn này. Đấy, bạn ôm này đi. Có cả bạn nằm luôn, có cả bạn nằm bạn ngồi luôn các bạn ạ. Bạn này thì đang ăn cánh trúc nè. Lấy các bạn luôn. Ôi, bạn này nữa. Đây, để bỏ vào túi nha. Chồng ơi xem này. Đấy, nhất đây là con gì? Đây là con chó sói, Con báo con hồng báo. à. Đây, các bạn ơi, ở đây thì có bán nàng tiên cá rất là xinh nên là mình định lấy một ít nàng tiên cá về. À, nàng tiên cá trong vỏ sò nha. Mỗi tội là bạn ấy hơi bụi thôi. Này. Xinh quá à. Con cú không? Đẹp nhỉ? Đấy, đẹp không? Mình sẽ nhặt mấy bạn. Các bạn ơi, hai vợ chồng chúng mình thì đi dạo gần hết là một vòng chợ rồi. Anh Ơi, ngắm gì? anh đang ngắm rất là nhiều hàng gốm sứ ở đây, rất là đẹp các bạn. Chúng mình đi đã bắt được một đàn mèo này, sau đấy là bắt được một đàn gấu trúc này. Bây giờ thì không biết mua cái gì nữa cả. Ông cái gì nữa không? Muốn mua tất cả ở đây luôn. Tiền đâu cho đủ. Chỉ là không có tiền đấy các bạn ơi. Đi vào đây xem nào. Em muốn mua cái này không? Em muốn mua anh. Muốn mua anh à? Anh thì không bán cho anh ngoài em đâu. Túi đồ anh để trong xe rồi. Toàn Hôm là nay mất thì luôn rồi. anh cũng mua được nhiều đồ lắm và cũng muốn mua nhiều đồ Em ơi. lắm nhưng mà Em cảm ơn ạ. không có tiền. Tiền vợ thu hết rồi. Đây vợ mua cái bánh này cho ăn đây này. Đây là bánh bánh khoai các bạn ơi. Thơm lắm, bánh khoai nướng này. Chồng ơi ăn đi. Trông cảm ơn. Anh phải ăn Mời trước bà yêu để mời xem các là bạn ngon nha. không. Sao, ngon không? Ăn cũng được các bạn, tại vì giờ đang đói lắm. Sao không phải miên cơm vậy khổ ạ? Khổ. Bơi lên xe đi các bạn ơi, mình cũng vừa tìm hiểu được một cái cơ sở sản xuất gốm sứ rất là lớn ở đây và cũng có rất là nhiều tượng đẹp các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đưa vợ mình cùng đi tới đấy để xem thế nào nhá các bạn nhé. Đi Ok. thôi. Đây bây giờ hai vợ chồng chúng mình sẽ lên xe để đi ra cái xưởng sản xuất tượng nha các bạn. Đi chồng. Em ơi đường đi. Đường đường. Đường sao? Đi đường nào? Ra đấy xong rẽ phải. Chợ làng gốm Bát Tràng đến tới địa điểm cần thiết đi ra đường D kia xong anh rẽ phải nha. Rẽ phải thì chúng ta sẽ đến một cái nhà mà nhà trưng bày sao ấy.
thôi. Ở đây thì có một rẽ phải mà anh. Đây đi ra bảo tàng Công Phú. Bây giờ đang là chiều rồi các bạn ạ, 5 giờ chiều rồi. Hỏi giá thôi. À, đây này là bảo tàng đây. Ở Bát Tràng luôn các bạn ơi. À, đây chính là trung tâm tinh hoa làng nghề Việt nè, đẹp chưa? Ở trên Bát Tràng này mình thấy là có rất là nhiều ngôi nhà đẹp được thiết kế kiểu sang trọng này, cổ điển cũng có luôn các bạn ạ. Mà người Bát Tràng rất là khéo tay nha các bạn. Ừ. Tất cả các sản phẩm gốm sứ từ xưa đến nay là rất là đẹp luôn. Nghệ nhân làm đấy ạ. Chúng ta chuẩn bị đi vào làng gốm. Đây là làng gốm cổ Kim Lân nha các bạn. Kim Lan mà. Kim Lan chứ. Ở suốt hai bên đường thì người ta sẽ gọi đây là con đường gốm sứ. Tớ với anh Tiến đã đến xưởng sản xuất tượng rồi. Ở đây thì thật ra là có rất là nhiều mẫu luôn các bạn ạ. Đây này, đây là tượng trắng nha các bạn. Đó, vẫn trơn luôn. Chúng mình sẽ mua cái tượng này về và mở xưởng tô để cho các bạn đến cửa hàng của mình thì có thể tô tượng nha. Các bạn thích mẫu gì thì cũng có luôn. Trời ơi anh ơi. Có rất là nhiều mẫu các bạn ơi. Ở đây này các bạn, toàn mẫu hot thôi. Đây. Ví dụ là nhân vật hot trend là Labubu thì ở Labubu đây có tượng của các bạn đây. Rồng đây này. Là Cinnamon với cả Koromi thì đang ngồi ở trên một cái cốc kem hay là Cinnamon đây. Koromi nữa cơ. Ở bên trên này nữa này, đó. Sang bên kia đi anh, sang bên kia. Anh thích cái nào thì tí nữa mình sẽ lấy nha. Đây các bạn ơi, các bạn con trai thì rất là thích Sudoku này, siêu nhân này. Đây. Anh Tiến anh đi anh chọn, anh toàn chọn cái hình con trai thôi các bạn ạ. Đấy. Rất là nhiều hình luôn các bạn. Doraemon. Đâu em xem. Đây. Phải không? À đúng rồi, Doraemon. Doraemon các bạn ạ. Sang bên này thì cũng có cả tượng. Cái chú tượng này em thấy buồn cười quá. Lúc đầu em nghĩ là con sầu riêng à, quả sầu riêng. Nhưng mà nhìn kỹ, đúng là quả sầu riêng mà mặt hình cậu bé Xin hay sao ấy. Đúng không? Đây các bạn ơi. À nhìn rất là hay luôn. Ôi nhưng mà điểm mà mỗi mỗi cái đầu tượng này một màu thì không biết là chắc là cũng phải mất tầm một ngày thì các bạn ạ. Ừ, tôi hơi rối và lâu đúng không? Đúng nhưng rồi. Mà sẽ có những bạn thích đấy. Anh để lên đi. Các bạn ơi, thế là hai vợ chồng chúng mình thì đã nhập được rất là nhiều tượng rồi. Bây giờ thì trời cũng đã tối rồi. Trời tối rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn này. À, mà ở tận bên Bát Tràng thì về nhà mình thì cũng khá là xa. Thế nên là bây giờ hai vợ chồng chúng mình chuẩn bị để đi về đây các bạn ơi. Nếu mà bạn nào thích tô tượng thì có thể đến cửa hàng của mình để tô tượng nha. Rất nhiều tượng các bạn ơi. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Đó. Này, trên tượng, dưới tượng này. Đang bọc ni lông luôn. Bạn nào muốn tô tượng qua cửa hàng mình nha. Rồi, rất bye là bye nhiều cả tượng các luôn. Bạn nhé. Bye bye tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại nhé.